Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán form Lan Rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi trưa, gần trưa ngày 5 tháng 5 2019. Chúc các bác một ngày cuối tuần thật hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình yêu thương. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393 998895. Địa chỉ là số nhà 143 đường Ít Kiêu, thị trấn La Lộc, huyện La Lộc, tỉnh Hải Dương. Trong phiên ngày hôm nay thì nhà em về một số mặt hàng thuần, hàng Nhật Bản và một số mặt hàng kg, có cả phi điệp tím. Thì sau đây thì em xin đi qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có. Và hôm nay nhà em về một cái lô hương vani rất là đẹp, hương vani, hàng nguyên bản và hàng kg cũng có nhé. Và sau đây em xin điểm qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì em vẫn luôn giới thiệu mọi người những chế phẩm thuốc dành cho Lan. Thì nhà em vẫn là đại lý của bên anh Nguyễn Quốc Tư, chuyên cung cấp những sản phẩm thuốc như là nấm Chigo Đề Ma dạng 1 cân là 120.000 đồng 1 cân này. Thứ hai là loại phân bón lá Pesua Domonat là 130.000 một hộp. Thứ ba là chai dịch chuối ạ, dịch chuối là 40.000 đồng một chai. Đấy, bộ sản phẩm này có giá trị là 290.000. Đấy, các bác thường sử dụng kết hợp 3 sản phẩm này thì đem lại cái hiệu quả rất là cao trong việc phòng trị nấm cũng như là kích thích tăng trưởng cho lan. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp thêm những chế phẩm thuốc khác như là B1 Hùng Nguyễn, Atonic và những chế phẩm thuốc khác nhé. Các bác khi đặt hàng có thể đặt kèm theo thuốc ạ. Tiếp theo đây thì em giới thiệu những mặt hàng thuần ạ. Hàng thuần trước. Hàng thuần của em thì vẫn có, đó chính là Hồ Điệp, hai là Đai Châu Thái và thứ ba là Lan Cát. Nói qua về dòng Hồ Điệp, hôm vừa rồi em về số lượng rất là nhiều, tuy nhiên bây giờ cũng chỉ còn một vài, mỗi màu chỉ còn vài khay này thôi. Hiện tại em có 5 màu, đó chính là màu đỏ ớt, màu chấm pháp, màu cam, màu phượng hoàng và màu trắng ạ. Thì một bộ sản phẩm như vậy em bán là 30.000 đồng một bầu. Đấy, Hồ Điệp giống nhá, Hồ Điệp giống. Đây là hàng cây tơ nhá, hàng cây tơ chưa ra hoa nên các bác sẽ được hưởng trọn vẹn hoa là một. Thứ hai là cái loại này cũng khá là nhẹ, các bác vận chuyển thì sẽ không tốn mấy tiền cước đâu ạ. 30.000 đồng một bầu, số lượng thì có hạn thôi. Không thì các bác đặt hàng thì em cũng sẽ sắp tới thì em về lô mới. Thì các bác cứ đặt hàng đi ạ. Hàng thì lúc nào cũng có sẵn hàng. Đấy, 30.000 đồng một bầu nhé. Hàng rất là đẹp, loại này thì bán rất là chạy luôn. Đấy, còn số lượng rất là ít đấy ạ. Mặt hàng tiếp theo đó chính là Đai Châu Thái hàng giống ạ. Đai Châu Thái hàng giống. Thì lô đợt này thì em có yêu cầu nhà vườn nó phân loại cho em thành các màu như vậy. Hiện tại thì có 4 màu, đó chính là màu đỏ, màu đốm, màu trắng và màu cam. 4 màu như vậy này. Đai Châu Thái hàng giống thì vốn dĩ cây nó cũng chỉ nhỏ như vậy thôi, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Em ước trình lên cái bàn tay của mình này, cây khá là nhỏ cho các bác về làm giống. Được cái Đai Châu thì thuộc cái dòng khá là dễ thuần, dễ ghép và bật rễ rất là nhanh luôn. Đấy, 30.000 đồng một bầu Đai Châu Thái hàng giống nhé. Đây là màu đốm này, còn đây là màu trắng và màu cam này. Các bác khi đặt hàng thì các bác có thể báo em, kể cả Hồ Điệp cũng vậy. Các bác bảo là đặt một bộ Hồ Điệp thì em sẽ nhặt cho các bác là 5 màu khác nhau. Đấy, đây là Đai Châu Thái hàng giống này, số lượng còn rất là ít thôi. Đấy, hàng này các bác đặt hàng rất là nhiều, bởi vì nó vừa túi tiền và thứ hai vận chuyển nó không tốn tiền cước mấy ạ. Mặt hàng thứ ba em giới thiệu mọi người đó chính là Lan Cát. Đây là Cát Lai A này. Cát Lai A thì đây là lô hàng cây đại. Đấy, rất là nhiều thân như vậy này. Cát Lai A, mặt hoa thì nó rất là nhiều mặt hoa, rất là nhiều mặt hoa. Lan Cát thì các bác biết là cái mặt bông của nó rất là to. Thứ hai là nó rất là thơm, hoa rất là thơm, rất là thơm luôn. Một chậu nhiều thân như vậy em bán là 200.000 này, 200.000 đồng một chậu này. Lan Cát thì sau này cái tốc độ đẻ nhánh của nó rất là nhanh nha các bác nhé. Khi mà cây đã đủ độ trưởng thành thì các bác có thể tách bầu ra để cây phát triển mạnh hơn. Đấy, đây các bác để ý này, mầm đang đẻ rất là nhiều. Những chậu nhiều thân như vậy em để là 200.000. Còn chậu nào ít thân một chút, ít thân hơn một chút thì em để 180.000. Loại này thì các bác cứ so sánh ở ngoài thị trường, người ta bán cũng phải dao động từ 220 đến 250. Đảm bảo là 250 một chậu, những cái chậu cát to như vậy này, 250 một chậu luôn ạ. Còn mặt bông thì em sẽ cho mọi người xem cái mặt bông của cát nhé. Giờ đây là mặt bông của Lan Cát này, em cho mọi người xem. Đấy, đây là những cái chậu mà đã nội trổ bông tại vườn này, trổ bông tại vườn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu hoa như vậy, mặt bông thì rất là to. Loại này thì được các bác rất là chuộng, bởi vì hàng này cũng đã khá là tương đối phát triển rồi và sắp tới là có thể cho hoa luôn. Sắp tới có thể cho hoa luôn nhé các bác nhé. 180 chậu và loại hiếu thân hơn thì là 200.000 đồng một chậu này.
Đợt này em nhập cái lô này số lượng rất là nhiều. Đấy, bán rẻ cho các bác này. Đang lên mầm rất là đẹp này. Đây ạ, đây lan cát. Tiếp theo thì em cũng còn một số chậu đây châu Thái lá mít rụt này, 230.000 đồng một chậu. Đấy, lá mít rụt thì thường là cái bản lá nó sẽ ngắn hơn và thứ hai là nó sẽ rộng hơn, bản lá nó sẽ dày hơn này. Đấy. Cũng phải hơn hai ngón tay của em chập lại này. 230.000 đồng một chậu nhá. Loại này bán thì khá là chạy hàng. Màu hoa sổ số ạ. 230.000 đồng một chậu, số lượng còn có hạn này, còn ít thôi ạ. Hôm nay thì nhà em về một chút tiểu hồ điệp rừng, loại này cũng khá là ít có. Nói chung là cũng ít khi xuất hiện lắm. Vì người dân thi thoảng người ta mới gặp được hàng này thôi. Thì tiểu hồ điệp rừng này thì em bán theo cây. Bán theo cây thì em có những loại cây sau. Đây, những loại cây như vậy này, em bán là 20.000 đồng một cây này. 20.000 đồng một cây cho các bác rồi các bác sưu tầm thôi. Loại nhỏ hơn. Cái loại cây nhỉnh hơn một chút thì là 30.000. 30.000 đồng một cây nhé. Đây, chia ra từng loại rồi. Còn cái loại cây to hơn như vậy này, lá rất là dài như thế này, thì em bán là 50.000 đồng một cây. Cái này chơi lá thôi cũng thích rồi ạ. 50.000 đồng một cây. Mỗi loại chỉ tầm khoảng 5-7 cây đấy. Và sau đây thì em đi qua những mặt hàng kg trước. Còn những cái hình hương vani nguyên bản thì em sẽ đi cuối video. Và Phi được kiếm đi cuối video nhé. Mặt hàng đầu tiên thì em giới thiệu mọi người đó chính là sóc Lào này. Hôm nay nhà em về một lô sóc Lào mới. Nói chung là sóc Lào phải nói là tùy từng lô và tùy từng lô em về ấy. Lô đợt này thì cây tươi hơn, cây tươi như hơn cái lô hôm trước. Nên các bác thông cảm nhé các bác nhé. Sóc Lào thì vốn dĩ là khi mà vận chuyển tùy từng một số khu rừng. Và thứ hai là khi vận chuyển về đến mình cũng mất vài ngày nên khả năng mất nước của nó khá là nhanh. Nên là cây thì đôi khi về nó sẽ có khả năng có thể rất là nhăn nheo. Lô hôm vừa rồi thì cây nó nhăn nheo như vậy này. Đấy. Một số cây nó nhăn nheo như vậy. Nhưng các bác yên tâm về các bác phải xử lý qua thuốc rồi đấy thì cây sẽ hồi phục bình thường. Còn lô hôm nay thì đa số là cây tươi như vậy này. Đa số là cây tươi hơn, căng mọng hơn. Nói chung là tùy từng lô. Nên có bác thì bảo là xem video thì cây tươi như vậy mà về thì cây nó hơi mất nước thì phải nói qua là tình trạng là như thế. Còn lô hôm nay thì cây cũng khá là tươi nhá. 130.000 đồng một cân này. Mặt hàng tiếp theo nhà em về đó chính là giá hương tam bảo sắc. Nói chung lô hôm nay thì về nó bình thường, nó không được đẹp bằng hôm trước. Thế hôm nay em bán bớt giá cho mọi người này, 180.000 đồng một cân. Nói chung là cả xếp cả lướt lẫn lộn, cả xếp lướt lẫn lộn nhá. Còn hàng nào mà gãy ngọn thì em bán thanh lý là 150.000. Hàng gãy ngọn em bán 150.000. Còn cái hàng mới về này em bán là 180 này. Còn một ít hải yến này thì cây nó hơi rời vụn, thứ hai là cây cũng khá là nhỏ và nó còn ít thôi. Em bán thanh lý luôn là 130.000 đồng một cân. Ngày mai nhà em về một lô hải yến mới. Nếu các bác nào đặt hàng mới thì em bán là 150.000. Còn đây cái bán lô này, cây nó còn một ít thì em bán là 130 này. 130.000 nhé. Tiếp theo mặt hàng hôm nay về rất là nhiều, đó chính là dáng hương đuôi cáo. Đây là cáo Cao Bằng nha các bác nhé. Hàng tươi giói luôn. Mùa này thì nói thật là cáo cũng đang mùa hoa, đang nụ hoa này. Đang nụ cho hoa này. Đấy. Cáo Bắc thì nói thật là khi mà vận chuyển về mình thì nó sẽ rất là tươi. Nhìn cái được cái là nó rất là tươi giói. Hôm nay thì về thêm 40 cân nữa. Hôm vừa rồi về số lượng ấy cháy hàng rồi. Các bác đặt cái loại này khá là nhiều. Hàng rất là đẹp nha các bác nhé. Cáo em vẫn bán là 250.000 đồng một cân. Xếp lướt lẫn lộn. Đa số cũng xếp lưng này đấy. Đang nụ hoa 250.000 đồng một cân. Số lượng rất là nhiều. Tiếp theo đây là Vanda xếp rất là đẹp này. Loại này thì dân đã cắt tỉa rất là gọn gàng sạch sẽ cho các bác rồi. Nên các bác mua được rất là dôi cân. Đây, cả bó này như là một cân ấy, được rất là nhiều luôn. Em bán là 150.000 đồng một cân này. 150.000 đồng một cân. Loại này các bác về chỉ cần ngâm qua, xử lý qua thuốc thôi. Sau các bác ghép buộc lên cây. Loại này cũng là thuộc cái dòng cái dễ gió nên là dễ, rất dễ phát triển luôn ạ. 150.000 đồng một cân nhé. Hôm nay thì về một lô hàng rất là mới. Lâu nay thì các bác đặt hàng rất là nhiều nhưng mà không phải lúc nào cũng có hàng. Đó chính là hương vani. Nói qua về cái dòng hương vani này, nó là thuộc cái dòng thân thòng. Đấy, dòng thân thòng. Khi các bác về các bác ghép thì các bác ghép thòng xuống như vậy này vì nó khá là dài. Lô này cây dài nên là khi mà cho hoa thì các bác chắc chắn là hoa nó sẽ giải dài từ chỗ ngọn đến cuối. Nên là rất là sai hoa luôn. Lô hôm nay về rất là nhiều, rất là đẹp. Một số cây thì đang xuống lá vì sắp tới là đến mùa hoa của hương vani rồi. Hoa thì rất là thơm. Hoa rất là thơm. Nó như cái mùi hương vani của mình ấy mà mình vẫn thường nấu trong những bữa ăn ấy.
Và thứ hai là cái hương vani này hoa rất là thơm như vậy. Em bán là 250.000 đồng một cân nhé. Dòng hoàng thảo thì một số lá thì nó hơi vàng xuống, là chuẩn bị nó xuống lá để cho hoa, nên là các bạn yên tâm. Còn hàng mới về, cây rất là xanh tươi luôn. Đây là sơn thủy tiên ạ, 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân. Từng khóm như vậy. Còn đây ạ, đây là kiều tím miền Trung. Kiều tím với kiều vàng. Kiều tím miền Trung. Nhiều bác thì hơi thắc mắc là đây là kiều tím hay kiều vàng. Nói qua là kiều tím với kiều vàng thì nó thân nó rất là giống nhau. Nó chỉ khác nhau là cái lá của nó. Lá kiều vàng thì rất là mỏng, còn lá kiều tím nó sẽ rất là dày. Đấy, lá kiều tím rất là dày nhé các bác nhé. Đây hàng thân ngắn này. Hôm nay về lô này cũng khá là xanh lá này. 350.000 đồng một cân. 350.000 đồng một cân ạ. Em có một ít kiều vuông hàng giống này. Kiều vuông cánh trắng hàng giống. Hôm vừa rồi các bác đặt hàng thì em xin phép là không dám nhận đơn. Bởi vì cái hàng cuối bao giờ nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Một số cây thì vẫn đẹp này. Một số cây thì vẫn đẹp. Một số cây thì nó xuống lá thì nhìn nó không được đẹp lắm. Đây, cái này có nhiều lá thì vẫn đẹp này. Đây, em bán là 220 một cân. 220 một cân nhé. Bán xả luôn cho các bác về làm giống này. Bình thường em bán là 250 một cân. Hôm nay em có một chút về ít hoàng thảo đùi gà dẹt. Gà dẹt về đến em thì cây nó xuống lá, nó chuyển sang lá vàng hết rồi. Đấy, cái này tí em sẽ tỉa bớt cái lá vàng đi. Còn đa số là cái thân của nó thì chắc chắn là nó vẫn rất là khỏe, khỏe khoắn. Đùi gà dẹt, chỗ này chắc chỉ gần cân thôi. Hoàng thảo đùi gà dẹt này 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân. Cân lên được bao nhiêu em tính tiền lúc này. Hôm nay thì có 11 bó, đó chính là hoàng thảo vạch đỏ ạ. Hoàng thảo vạch đỏ ạ. Đấy, đây là cái mặt bông của hoàng thảo vạch đỏ này. Đấy, cái bông của nó này. 320.000 đồng một cân. Và sau đây thì em đi qua những hình hương vani nguyên bản nhé. Hương vani nguyên bản. Và tí nữa em sẽ đi vào những cái hình hương vani và hình phi đẹp tím năm nào sau ạ. Hình số 1, 200.000. 200.000 thì gồm trồng khá là nhiều khúc này. Toàn những khúc nhỏ nhỏ như vậy này. Đấy, toàn những khúc nhỏ như vậy. Một khúc này. Hai khúc này. Đây là khúc thứ ba này. Cái này thì hơi bị tuột ra khỏi gỗ rồi. Đây. 4-5 khúc. Đấy. 5 khúc này em để là 200.000 này. Hàng nguyên bản thì được cái là những bác nào mà mới chơi ấy thì các bác về chỉ cần treo lên thôi. Treo lên là được chơi hoa luôn rồi. Đấy. Treo lên là chơi được luôn rồi nhá. Tiếp theo là hình số 2 hương vani ạ. Hình này thì gồm hai khúc nhưng khá là dài. À, ba khúc này. Ba khúc khá là dài này. Đấy. Ba khúc này 200.000 hình số 2. Nhiều thân tơ các bác về có thể chơi hoa luôn này. Hình số 3 thì gồm hai khúc thân này mập hơn này. Thân này khá là mập, thân này xuống lá rồi, chắc sắp tới là cho hoa luôn. Hai khúc này 200.000. Hình số 4 220.000 cũng gồm hai khúc này. Hình số 5 300.000 cũng gồm hai khúc, nhưng cây nó dài hơn này. Cái này mà treo lên thì mới thể hiện được hết cái độ đấy của nó. Đấy. 300.000 hai khúc này. Rất là dài, chắc phải hơn 1 mét luôn. Để các bác treo làm như cái trúc mành luôn, nào ra hoa phải nói là tuyệt đẹp ạ. Và sau đây là những cái hình dài quá này em phải treo lên trên đây cho các bác này. Hình số 6 là cả một cái khúc nguyên rề luôn, rất là to luôn. Đấy. 350.000 cái khúc này nhá. Hình số 7 270.000. Này các bác để ý này. Hàng nguyên bản mà để đến nhà mà cây nó vẫn đẹp như vậy thì chắc cũng rất là khó. 270.000. Dài phải đến cũng phải đến 1,5 mét đấy. Hình số 8 200.000. Đây là một khúc. Đấy. Đây, hàng nguyên bản này. Đấy, các bác về chỉ treo thôi. Hình số 9 300.000. Hình này thì nhiều thân hơn này. 300.000. Hình số 10 250.000. Hình này khúc nó ngắn hơn một chút. Nhưng để thân rất là đẹp. Nguyên bản 250.000. Được lô này thì em mua giá cũng rất là hợp lý rồi. Em bán cũng chỉ là bán rẻ thôi. Hình số 11 320.000. Cả một búi rất là to luôn.
Đây, đây này, em đang để ý là có cái nụ của nó đang lên. Đang chuẩn bị chỗ nụ rồi. 320.000 hình số 11. Hình số 12, 170.000. Hình này nói là rất là nhiều, lên nhiều kỳ này. Đấy, rất là nhiều kỳ như vậy, 170.000. Hình đấy rẻ. Hình số 13, 300.000. Đấy, rất là to. 300.000. Hình số 14 cũng 300.000. Vậy các bác chỉ treo lên thôi nhá. Và đây là hình cuối cùng. Hình cuối cùng hương vani. Hình này phải rơi đến 2m. 2m đây. Quá là dài luôn. Rất là nhiều thân tơ nhá. Rất là nhiều thân tơ này. Hình này em để là 400.000. Hình số 15. Cái này phải treo cao mà nó vẫn không thể hiện được hết cái độ ấy này. 400.000. Đây cả một khúc gỗ to này. 400.000. Và tiếp theo là những cái hình phi đẹp tím. Lô hôm nay thì đa số là những hàng cây khá là chung rồi, cây phát triển và lớn rồi. Và thứ hai là phi đẹp tím em nói qua đây là vùng Nam Lào nhé. Em vẫn luôn giới thiệu mọi người đó là vùng Nam Lào. Em đặt loại Nam Lào bởi vì sở dĩ là cái hàng này thì nó sổ thường những cái mặt bông nó đẹp hơn, và sổ ra những mặt bông sổ số tỷ lệ cũng khá là cao. Nên là so với Bắc Lào hay là Trung Lào thì bao giờ cái phi đẹp tím vùng Nam Lào thì nó sẽ giá trị hơn cả, em ưu tiên hơn. Và sau đây thì em xin đi qua chi tiết từng hình, thì mọi người đặt hình nào thì báo em nhé. Trước tiên là hình số 1 này. Hình này 480.000 này. 480.000. Đấy, vẫn đang đi ngọn này. Chiều dài thân, thân này khá là mập, gần đến 2 gang này. Đấy, còn đây là thân già của nó. Khá là sai hoa. Đây cái hoa của nó, cái thân mà đã vừa rồi cho hoa này. Nó trải dài từ đây lên tận ngọn trên đây này. Đấy. Hình 1 480.000. Tiếp theo là hình số 2, 450.000. 450.000. Cũng gang rưỡi, thân gang rưỡi. Đây là lá tre nhé, lá tre. Hẳn lá tre này, 450. 2, 4, 6 thân già. Thực ra đây không phải là thân già, thân tơ. Tại vì em chưa soi kỹ. Không biết thân tơ, thân già. Đây là thân hoa này, chưa thấy có dấu hiệu của ra hoa này. Đây cũng là thân hoa xuống lá này. Còn những cái thân này các bác về ươm kỳ, đảm bảo là sẽ được cực kỳ là dôi luôn. Cực kỳ là dội, được ra kỳ. Mỗi kỳ thì nếu mà khi mà ra kỳ về em thường bán là 50.000. Đấy, các bác về mà các bác kích mầm ươm kỳ được thì rất là được. Hình số 2, 450.000 này. Còn đây là hình số 3. Chỗ khá chật nên là em sẽ quay. Hình số 3 gồm 2 thân. 2 thân này khá là lớn. Chiều dài phải đến gần gang rưỡi này. 2 thân rất là đều nhau, vẫn đang đi ngọn này. Đây là nguyên một rề luôn. Và những cái thân già như vậy này. Thân già. Đây ạ, hình số 3. Hình này là 900.000. Hình này 900.000. Khá là đẹp, một rề luôn này. Vậy các bác kép kiểu này cũng được này. Đây, 900.000. Đây, hình số 4 ạ. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4, 580.000. Cùng một mầm gốc đang lên này. Thứ hai chiều dài những cái thân này, thân này thân hoa này. Đấy, thân hoa đã xuống lá rồi này. Còn thân này thì cho hoa rồi. Tuy nhiên những cái mắt ở dưới ấy, các bác có thể cắt kỳ, nhung kỳ. Vì thân của nó khá là mập nên là chắc chắn là cây nó sẽ rất là khỏe này. 580.000 hình này. Hình số 5, 480.000. 480.000. Hình số 6, 850.000. Cùng hai mầm gốc đang lên rất là khỏe khoắn. Cây rất là tươi nhá. Đấy. Hình số 6, 850.000. Hình số 9, hình số 7 này. 950.000. Đấy, hai thân này khá là dài. Và đến gần gang rưỡi này. Rất là nhiều thân già luôn. Hình số 8, 800.000. Hình này 800.000. Nhưng hình này các bác để ý này, bản lá khá là nhựa này. Bản lá nhựa đẹp. Hình này đẹp thật. Đây, một mặt bông đang sổ hoa này. Hình này 800.000. Chiều dài thân này 2 găng tay. Nhìn rất là đẹp luôn. Hình số 9 450.000. 450.000.
3.000 ngọn, rất là nhiều. Hình số 10, 750.000. 750.000 ạ. Hình này thì hình này thì thân tơ của nó hơn 2 găng tay, hơn 2 găng tay luôn. Cũng lá nhựa nhá, lá nhựa rất là đẹp. Hình số 10 cũng đẹp. Hình số 11 520.000. 520.000. Lá tròn này. 520.000. Đang lên một con. Hình số 12 400.000. Hình số 13 530.000. À 550.000. 550.000. Dài 2 găng tay. Mầm của nó dài 2 găng tay. Được cái thì các bác thích nhất là những cái mầm đang lên này, nhìn nó rất là đẹp. Nói qua là những cái hàng rừng này, các bác yên tâm là chưa biết mặt hoa, nên các bác về có thể bắt mặt hoa sổ số như các bác nhé. Thường những hàng rừng là như vậy, các bác ưu thích hơn. Còn cái hàng thuần thì nhiều khi nhà vườn người ta qua đến mùa hoa thì người ta lọc qua những mặt hoa đẹp rồi, thì tỷ lệ mà đạt cái mặt hoa đẹp thì rất là ít. Đây là hình cuối cùng, là hình số 14, 900.000. Một dề gồm hai thân này, hai thân, ngọn rất là đẹp, không vấn đề gì nhé các bác nhé. Lá bên đây thì nó hơi bị chớm nắng, chém nắng, chém nắng thôi. Còn ngọn thì không vấn đề gì các bác này. Rất là nhiều thân già và thân mập luôn. Các bác có thể kích mầm ở những cái đốt ở dưới này. Những mắt ngủ này chưa ra hoa này. Dề này là 900.000. Đấy, hình cuối cùng. Hôm nay thì nhà em về một số mặt hình phi điệp như vậy thôi. Các bác đặt hình nào thì có thể xem lại clip giúp em nhé. Và ngày mai thì nhà em về thêm nhiều mặt hàng thì em sẽ quay những clip sau. Còn phiên ngày hôm nay thì đa số là hàng nguyên bản cũng nhiều. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua đường số điện thoại là 0393 99 88 95. Chúc các bác một ngày mới, một ngày thật hạnh phúc và ấm áp bên gia đình yêu thương của mình. Xin chào tất cả các bác.